miếng sữa để đọc tiếp. Trời, dạo này Xiên đọc tử thiết dữ ta. Đọc cho con nó nghe chứ bộ. Để anh bật nè. Âm thanh cuộc sống hả? Dữ vậy ta. Quà của chị nè. Ủa? Quà hả? Chị Lân ơi. Dạ. Sao cái điện thoại của mẹ ngộn lắm. Mẹ chụp hình được. Dạ. Nhưng mà sao mẹ mở ra mẹ coi nó đâu có tiêu. Đâu, con coi coi. Mà hôm bữa dạ Hân nó nói hình như dung lượng gì đó con coi có phải không? Dạ 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 để con coi. Ủa Lân, phước bổ còn nhiều lắm, em mua chi nữa cho tốn tiền vậy? Em đâu có mua đâu. Ủa? Cái này anh chưa mua tặng cho chị á. Chị? À, tại anh nói á hả, mời chị đi ăn hoài chị không đi, nên giờ anh mua thuốc bổ tặng cho chị nè. Thôi, còn nhiều lắm, uống chưa có hết nữa. Em đem trả lại ảnh đi, ngại lắm, không có nhận đâu. Chị yên tâm đi, cái này hạn sử dụng dài lắm. Nhiều khi chị đẻ xong rồi vẫn còn uống được nữa. Chị kêu đem đi trả thì trả đi. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi là không có được nhận quà của người ta nữa. Nhất là cái anh Trương đó. Ông Mạch hỏi đời ngộ nghe. Sao mà cứ suốt ngày đi tặng quà cho vợ của người ta. Mà cái người vợ người ta là ai, là bạn gái cũ của mình. Chuyện vậy mấy con thấy nó kỳ kỳ lắm. Con đưa điện thoại đây mẹ. Con chưa sửa xong hả? Tôi kêu dạ hơn sợ. Thôi, anh đi ngủ trước nha. Em muốn hết ly sữa em lên ngủ sau nha. Nghiêm trọng tới vậy hả chị? Nghiêm trọng sao nghiêm trọng? Trả giùm đi. Bơn, trả giùm đi. Chồng. Chồng. Vậy. Vậy ăn sáng nè, rồi còn đi làm nữa. Không. Vậy ăn sáng không mà mẹ nhằn em nữa kìa. Không mẹ. Vậy đi mà, năn nỉ á. Thôi nó không nóng ăn mà. Lớn rồi, chứ phải con nít đâu. Giận hờn mấy cái chuyện đó hoài. Vậy em mặc kệ em luôn á. Nó là không ăn sáng mà. Anh nói cho em biết, nếu mà em không tỏ cử chỉ thân mật với nó thì làm sao nó tặng quà cho em hoài vậy? Đừng thấy anh Hiền mà làm tới nha. Có ngày á, anh đấm cho mặt nó luôn á. Ủa, em mà, sao anh đòi đấm em? Mẹ kêu em vô đây kêu anh ra ngoài ăn sáng kìa. Không có sáng tối gì hết á. Quá mệt. Ủa mà, bộ anh giận anh Trương lắm hả? Phải. Mày cố tình không biết hay là mày giả bộ không biết vậy? Em đâu có làm cái gì đâu. Không làm cái gì hả? Mày đang tạo cơ hội cho ông Trương nó không gặp vợ tao đó. Thử nghĩ đi, người yêu cũ gặp vợ của mày tặng quà là suốt ngày xào quần, hỏi coi mày tức nổ não không? Lúc đó là nó không biết. Cái thứ em út cái gì vậy? Tiếp tay cho người ngoài phá hoại hạnh phúc gia đình của anh mình. Đi đi. Đi. Nè, chị Thanh gửi lại cho anh đó. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Tại vì tiện để là anh có người thân từ nước ngoài á, mua cái thuốc bổ cho mẹ bầu nè. Cho nên á, anh mới đặt người ta xách tay đem về gửi cho Đan Thanh. Nhưng mà từ trong lúc đầu anh nghĩ là cái này là chỉ với tư cách là bạn bè mình quan tâm nhau thôi, chứ anh đâu nghĩ gì sâu xa hơn đâu. Cuối cùng Đăng Thanh cũng không nhận nữa. Thì đó à, hay là à, có khi nào á Tôm làm khó không? Thì đó, em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nhưng á, lúc mà đem món quà này về nè, mọi người trong gia đình ai cũng phản đối hết trơn á. Làm chị Thanh đâu có dám nhận đâu. Nên trả lại cho em nè, em trả lại cho anh đó. Kể ra sống như Đăng Thanh cũng khổ ha. Lúc nào cũng phải hả, sống trong sự kìm hãm rồi này nọ của người chồng dễ trơn á. Tôm nhiều khi anh thấy sao đàn ông ích kỷ quá ta. Ê, mà không phải đâu, nhiều khi cũng áp lực á từ cái bà mẹ chồng á. Lúc nào bà cũng mặt mày tụi quê quắc mà khó tính rồi này nọ kia. Nhiều khi anh nghĩ là sau chuyện này á, bà mẹ chồng sẽ làm khó Đăng Thanh á. Ê, làm khó luôn em nữa chứ. Anh nói vậy em cũng nghĩ như vậy luôn á. Gì? Hay là anh tính gì nè. Bây giờ á, kể từ đây về sau á, anh sẽ không có tặng quà cho Đăng Thanh nữa. Trả lại á, về phần em á,
em dọn về nhà em ở đi. Rồi có gì cái đó lúc mà hai anh em mình nó giao thiệp công việc thì nó cũng dễ hơn, đúng không? Em nghĩ là không được đâu. Chắc em với anh không hợp tác nữa. Tại em không muốn mọi người trong gia đình khó xử vì em, nhất là chị Thanh. Ủa em làm gì mà ngộ vậy? Cái chuyện nào nó ra chuyện đó chứ. Cái này chuyện tình cảm nó đâu có liên quan gì tới chuyện làm ăn của anh em mình đâu. Em biết là không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà ảnh hưởng tới chị Thanh với anh Tôm là em thấy không vui rồi. Mà em thấy anh Tôm nói cũng đúng nha. Sau này em mà có kết hôn, em không có để cho vợ em giao du với người yêu cũ đâu. Nguy hiểm lắm, với lại rối beng lên à. Từ nãy giờ á, qua cái cách em nói là anh hiểu hết rồi. Anh tôn trọng ý kiến của em ha. Sau này á, nếu như mà hữu duyên á, mà có một cái mối làm ăn nào mà tốt hơn á, thì anh em mình làm. Nhưng mà bây giờ phải hứa với anh nha, mình không làm với nhau nữa thì thôi. Mình vẫn là anh em, ok? Dạ, yeah, ok. Mẹ ơi, có cơm cho mẹ, con đói quá à. Từ từ chị hai. Đây, từ từ. Mau cẩn thận. Cơm cho mẹ, con đói quá à. Đói bụng á thì đi xuống dưới đây mà phụ mẹ. Con gái con lứa gì á, đợi người ta dọn lên tới miệng rồi mới ăn hả? Xuống dưới. Con. Dạ con trả lời quà cho anh Chương rồi. Với lại con cũng nghĩ chơi ảnh ra luôn rồi. Nói nhưng mà có làm không đó? Dạ thiệt. Tại chẳng qua là ảnh vô tình làm vậy thôi. Nhưng mà con thấy á, vô tình mà để cho người khác tổn thương á, là không nên. Con phân tích như vậy ảnh thấy sai nên là ảnh nhận lỗi liền. Chị xin lỗi em nha. Vì chị mà em mất đi một tình bạn thân. Nói là phải giữ lời, nghe chưa? Đừng có nói một đằng làm một nẻo, nghe chưa? Dạ. Với lại hồi nãy em gọi điện thoại cho anh Tôm, em nói chuyện với ảnh vui vẻ lại với em rồi. Em nghĩ mối quan hệ nào quan trọng là mình cần phải giữ. Thì đúng. Gia đình mình với ai, đúng không? Dạ. Hèn chi anh gọi điện thoại xin lỗi chị, xong còn nói là về sớm chở chị đi chơi nữa. Sao làm gì hành chồng dữ vậy? Hành hạ chồng vừa phải đó chứ. Nó làm cả ngày nó mệt mỏi rồi, bây giờ để nó về nó nghỉ ngơi. Đài đỏ chi bắt nó chở đi chơi nữa con. Dạ. Mẹ nào mới có cơm vậy mẹ? Lâu lâu mới được bữa con về sớm. Mẹ thiệt á, chờ cơm lâu ghê. Mẹ nói là đi xuống dưới phụ kìa. Coi cái nồi canh nó sắp xong rồi là dọn lên luôn. Rồi rồi đi con đi. Ủa? Ba. Ừ. Trời đất. Cơm ba. Em ăn cơm nha. Mấy nhỏ ăn cơm nha. Ba đi tiệc. Nhưng mà anh đi đâu mà áo màu sắc dữ vậy? Đẹp mà. Cái gì? Hồi xưa giờ anh đâu có thích màu nổi như vậy đâu. Mà kêu đẹp là sao? Lâu lâu cũng phải thay đổi một chút chứ. Thôi tôi đi nghe. Ba đi. Mấy đứa ăn cơm nha. Dạ. Vậy con ăn luôn phần của ba nha ba. Đẹp ha. Đẹp cái gì? Hồi đó giờ ổng đâu có chịu mặc màu nổi như vậy đâu. Tự nhiên bữa nay sao có cái áo lòi ra vậy? Sao mày thấy cái áo này? Áo này sao quen quen sao ta? Đây gì mẹ? Bây giờ nha, đừng hỏi con đâu. Mở cái gì Facebook, cái nick gì lệ liễu. Hai đứa ở đây Facebook gì mẹ? Cái gì vậy mẹ? Liễu kệ là... cho nó coi luôn, cho nó biết luôn, cho bể mặt luôn. Gì vậy hai? Mở đi. Lệ liễu đi lên. Mình không coi được mẹ. Đây mẹ, mẹ. Đây đây, đây mẹ. Mặc cái gì vậy mẹ? Mẹ, mỗi khi mặc chiếc áo này em lại thấy hạnh phúc của đôi ta. Trời ơi, còn mặc đồ cặp đồ đôi nữa. Phải mẹ, cái này người ta không phải gọi đồ cặp đồ đôi đâu, mà là đồ tình nhân á. Trời ơi, tình nhân mới nói như vậy. Mỗi khi mặc chiếc áo này em lại nhớ hạnh phúc của đôi ta. Làm sao bây giờ mẹ? Làm sao bây giờ? Ngày nay con nghĩ giùm mẹ đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả? Làm sao đây?